Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Mình đã quay trở lại với anh em đây. Vâng, vẫn là mình em ạ, vẫn là HCRM của anh em đây. Thì trước khi vào video, anh nào muốn mua bán đắc thì shop gkt.vn. Nếu có mua mô thì nên clmm.me để mình nhá. Các em rất nhiều, vui chơi có thủ nơi anh em. Rồi, kênh thì cuối cùng cũng đã xong 2 ngày rồi. Đến hôm nay mình mới làm video thông báo cho anh em. Có thể là nhiều anh em không biết đội nào vô địch, thì mình cũng xin thông báo là đội của mình cũng như là đội của Lara anh em nhá. Đội 3 của mình cũng đã giành chiến thắng được, gọi là kiếp kinh 4.0 đợt này. Nói chung là một cái gọi là vận may cũng như một cái nhân phẩm khá là đỏ anh em đấy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn tất cả những anh em gọi là streamer cũng đã gọi là gian đôm ủng hộ mình cho cái đợt kiếp kinh đợt này, chứ thật sự mà anh em luôn không có độ livestream gian đôm ngon thì thật sự anh em coi như vứt luôn anh em. Nhiều anh em bảo là trung đội với sơn thì tỷ lệ thắng cao, nhưng mà để mà nói gian đôm ra mình với sơn hay không là quan trọng anh em, khá là ok. Nói chung là cũng hoàn thành mỹ mãn rồi đấy. Đến nỗi mà mình còn bảo, đến nỗi anh thoại còn bảo mình nè, ôi mẹ anh tưởng anh bị loại ở vòng loại cơ mà thích đéo là về được nhì, này là một cái đẳng cấp. Nhưng mà để mà nói anh em, cái vòng chung kết vừa rồi mà youtuber Likio GM ấy đấy, nếu mà random ra anh Thoại ra tầm khoảng mấy lần nữa cũng được, hoặc là ra sớm cũng được, thì để mà nói đội mình vô địch khá là khó anh em. Tại vì là hệ hỏa ở trong cái lôi đài nó không có máu anh em, nếu mà bị ăn băng thì coi như là cụ đi cho đánh toát anh em ạ, khó lắm, không chạy được. Rồi thôi thì mình cũng đã gọi là xàm nìn cũng đến đây rồi, hôm nay thì mình sẽ gọi là úp thêm vào xong là cố gắng gọi là sao ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ là hôm nay sẽ ăn mấy core mà đi gửi cho anh em. Đấy, những thành viên tham gia, những thành viên livestream sẽ được gọi là cái bộ core dự đoán anh em, không phải là core tiên tri đâu anh em, kéo anh em hiểu nhầm ấy. Ok, lâu lắm rồi mới được cái cảm giác gọi là và anh em nhìn thèm, nhìn bạc thèm quá anh em. Đợt này thì nói chung là mình cũng khá là thốn về cái độ bạc quá anh em, khá là thốn luôn. Đấy, hôm nay thì mình cũng đã được 4 lần rồi, mà mai là hết rồi anh em. Hôm nay là 30 không nào, nên mình quay luôn anh em nhá, quay luôn đi chứ để làm gì nữa. Ui mẹ, ô là xúc miệng 1.1 luôn anh em, càng thế nhờ. Ui trời ơi, nói chung là 1.3 rồi, 1.5 này, 1.mấy đây, 1.4 à. Thôi phát này cho 1.5 đi, à cho 1.8 đi. Ui trời ơi, đen thế nhờ. Hôm nay không lên nổi được 1.5, 1.8 luôn anh em. Mà tích chữ mãi anh em mới được có mấy lần quay mà AD cho kiểu này toang quá. Nói chung là lên được 160.000 vàng khóa rồi. Vàng khóa để cho đẹp thôi anh em. Đấy, nói chung là cũng tầm khoảng 800 vàng nữa mình sẽ kích phân thân được anh em. Căn bản là mình gom sách ấy, xong là trong cái ra mình gom sách ấy thì nói chung là không biết là cái phân thân lúc nào nó ra, đâm ra là mình không có gọi là chuẩn bị trước anh em. Thế nên là vàng nó cũng hết, đâm ra là cũng gọi là thôi thì làm phúc lợi qua ngày, chứ bây giờ bỏ làm 3k vàng vào toàn lắm anh em ạ, không chơi được. Rồi mình sẽ lấy bộ core mình ăn đi. Đầu tiên là core nghiệp dư, nói chung cái core gọi là dự đoán này, nó dự đoán số trận thắng này nó cùi lắm anh em. Anh em nhìn anh em biết rồi, đây là nghiệp dư này đấy, 200k bạc, 2 dương đá, nói chung là ăn cho đỡ buồn mồm thôi anh em. Rồi nghiệp dư, ui ôi AD sắp xếp khó nhìn quá anh em. Thôi thì mình cứ nhập được cái core nào xong rồi mình review core ấy luôn nhá. Ok, mình sẽ gọi là copy hết một lượt xong là mình sẽ gọi là cho anh em xem. Tại vì là cái hình ảnh nói chung là anh em đã biết rồi. Ồ, nói chung là anh em biết rồi. Đấy thì mình sẽ nhập nhanh cho anh em, xong là mình gọi là cũng gọi là không thích câu giờ đâu. Đấy, căn bản là mình nói chuyện anh em đỡ buồn thôi, mẹ nhiều bố cục xúc quá. Xong là cái đợt gom sách thì mình gom bảo Linh Cờ Lôn mấy bố đéo tin anh em. Đấy, xong đến lúc mẹ mọi chuyện đổ vỡ rồi mấy bố bảo à hóa ra thì mẹ lươn. Chết thực sự luôn. Rồi đây là phần thưởng có ra dự đoán 30 trận thắng anh em, 5 triệu bạc khóa 1v11. Đấy, và sẽ có ra dự đoán đây, cùng với có ra luôn là 3.000 sức mạnh bet anh em. 5 thẻ bài, 5 dương đá, 500 bạc khóa này. Nói chung là cũng không có gì gọi là hay ho cho lắm anh em, nhận luôn chứ còn gì nữa. Rồi ok anh em, một lẫn luôn anh em ạ. Có ra top 1.000, số tinh thạch cao nhất. Ui cái này
top 400 số tinh cạch thạch cao nhất anh em. Ngon thế nhờ. Rồi top 400 này hết à. Xem nào, mãi nhận qua anh em. Top 1.000, 3.000, 6.000 rồi 400. Cái này 30 trận. Rồi khá là ok rồi anh em. Vậy là tổng kết hôm nay mình cũng đã nhận được 24 dương đá này, 20 sâm này, 6 xích linh chi này, 1v11, 1v10 tiềm năng lại kỹ năng lại, 3.000 sức mạnh bet anh em. Thì đợt này AD cũng đã reset cái chức năng tài phú ở bet rồi anh em. Bây giờ anh em nào tài phú cao là chuẩn chỉ luôn anh em, chuẩn chỉ luôn đấy. Ui, anh Thuận đeo đồ ác thế nhở. Nói chung là khá là ok rồi anh em. Bây giờ mình cũng đã chuyển sang nhất vĩ áp rồi. Còn tam vĩ của mình cũng đã lên được 18 rồi anh em. Đấy, hiện tại thì nói chung là mình cũng được chính xác 4.850 thôi. Không có cao. Lẽ sao còn có 4.700 à, chắc là anh em. À, mình đeo con nhất vĩ anh em, bỏ sao nó yếu. Ok anh em nhá. Rồi. Thì để mà nói thì bây giờ chắc là mình sẽ sao ta. Lấy mấy cái viên 9 đi ra. Làm viên 11 anh em. Bây giờ mình bị thiếu thốn bạc khóa lắm anh em. Bị thiếu thốn bạc khóa lắm. Nhiều này, ôi này sử dụng đi anh em. Mình thì nói chung là mình còn bao nhiêu. Thời gian ủy thác của mình là 61 ngày anh em. 61 ngày luôn. Đấy này. 61 ngày 15 giờ anh em. 5 thẻ bài cất vào này. Rồi cất vào luôn. Này làm V11 luôn anh em nhỉ. Làm V11 luôn. Xem sử dụng nhiều luôn. Dụng 10 cái thôi. Không cần sử dụng nhiều. Rồi. Bây giờ ghép đá đi. Chứ đợt này mình ghép 100% mà. Chứ để ghép kiểu kia tốn bạc lắm anh em. Ghép kiểu Zolo kia nó không lên lại còn tốn bạc nữa cơ. Giờ này mình đang cần bạc. Sự kiện thì anh em biết rồi. Lỡ quá không ăn được. Không ăn được. Không chơi được. Cứ từ từ anh em, không phải vội. Cứ kẹp vào tôi chứ biết thừa là nó sẽ là 100% rồi anh em. Căn bản là loại trừ cái số đa 8 đi nhìn cho đỡ ngứa mắt anh em. Cộng thêm đa 7 nữa. Biết sao giờ. Ủa mà sao bình cứ auto lên 8 là gì ta? Nhờ, nó cứ auto lên 8 là gì ta? Để tí hỏi xem nào. Rồi. Nói chung là bây giờ thôi làm viên đá 11 đi cho nó gọn dương anh em. Ba bảy này, viên đá 10 cho vào luôn để đỡ chật. Mình bây giờ mình cứ chơi 75, mình cứ chơi 100% thôi anh em. Không dại gì anh em, đang thiếu bạc. Ô. Đủ má game nang à? Cái quần què này ta ấn mấy phát rồi không lên. Thế nào? Ấn mấy phát không lên. Đùa chứ trêu người thực sự luôn anh em. Làm người ta hốt hết cả team. Rồi. Đây là gọn dừa anh em. Thực anh này. Xem sử dụng nào. Tối đa mẹ rồi anh em. Hết việc làm rồi anh em. Rồi sức mạnh vị thú à. Sử dụng luôn đi. À mà mình nghĩ chả cần sử dụng làm gì anh em. Bây giờ nó cũng chả tăng tài phú đâu. Cứ cất mẹ và dương đi. Cất và dương thôi, nó cũng chả tăng đâu anh em. Mai sau mẹ đầy để phải tách ra chứ béo bảo gì anh em. Không béo gì. Ờ à, nói chung là xem là phân thân thì để mà nói xem nào. Ác này chưa lên anh em. Chưa lên. Ác anh Thoại cũng đang thiếu vàng anh em ạ. Cũng đang thiếu vàng nên cũng chưa lên được. Tên Akka xem nào. Uchalikio này. Mà mình nghĩ đợt này là phân thân sẽ có lợi cho mấy ông tây dài sao anh em. Mình cảm giác sẽ có lợi hơn. Tại vì là khi mà mình gọi là kiểu là đứng xa đối thủ ấy thì phân thân nó cũng đánh tay dài hơn. Còn là tay ngắn thì như kiểu là mấy ác hệ phong hệ lôi thì mình nghĩ là tầm đánh nó cũng như mấy cái chủ thân này à. Nó không dài cho lắm đâu anh em. Cũng chưa biết được hôm nào mình sẽ cố gắng mình gọi là tầm khoảng bao nhiêu. 2 ngày nữa đi. 2 ngày nữa thì mình sẽ review cái phân thân ở bên ác hệ thổi cho anh em. Bây giờ nói chung là mình cũng đang cần phúc lợi quá anh em. Đấy.
Thôi, chắc là video mình đến đây kết thúc anh em. Cảm ơn anh em theo dõi của mình. Bye bye, chuẩn bị anh em. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo nhá. Chúc anh em có một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em.